Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại mình đang ở con đường 3A thuộc khu dân cư Kim Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Và ngày hôm nay mình giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn nhà thuộc khu dân cư Kim Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Căn nhà này có diện tích ngang 4,5, dài 16,5, tổng diện tích là 75m2. Căn nhà này thiết kế là một trệt, hai lầu và một sân thượng. Và đây là mình quay hình ảnh phía trước của căn nhà ấy, các bạn. Căn nhà này có tổng diện tích là 75m2, ngang 4,5, dài 16,5. Căn nhà này hiện chủ nhà đang gửi mình bán với giá là 19 tỷ, còn thương lượng. Và đây là mình quay hình ảnh phía trước của căn nhà giới thiệu tới các bạn. Con đường phía trước nhà này có lộ giới khoảng 8m. Vỉa hè mỗi bên 3m các bạn. Đây là hình ảnh xung quanh. Trước nhà có cây lộc vừng này rất là cao to và mát này các bạn. Và tiếp theo mình đưa các bạn đi vào khám phá chi tiết nội thất ở bên trong của căn nhà. Phía trước nhà mình có một bộ cửa kính, cửa nhôm kính sinh pha và bộ cửa cuốn rất là an toàn và an ninh các bạn. Khi đi vào tới trước nhà các bạn thì đây chúng ta sẽ có một khoảng gara để xe ô tô. Mình có thể đậu một xe 7 chỗ nên loại full size. Cái khu vực tầng trệt thiết kế mình có thể vừa làm phòng khách và cũng có thể nên làm khu vực phòng làm việc các bạn. Đây nên gia chủ đã trang bị tivi các thứ này. Đây là hình ảnh ngoài gara xe. Mình đậu xe 7 chỗ thoải mái và thêm mấy xe Honda các bạn. Nếu các bạn làm văn phòng công ty mình có thể tận dụng dưới khu vực này mình làm. Trong này căn nhà này chủ nhà thiết kế là toàn bộ hệ thống công tắc đèn là cảm ứng nha các bạn. Đây là đèn cảm ứng này. Hiệu UMI này. Và ở dưới tầng trệt này gia chủ có một phòng nhỏ, mình có thể làm nhà kho hoặc mình làm phòng cho người giúp việc. Và đây là mình có một cái toilet ở phía dưới lên các bạn. Đây mình quay lại hình ảnh của khu vực tầng trệt với các bạn. Mình lên đây là tầng 1 các bạn. Khu vực tầng 1 này gia chủ thiết kế là phòng khách này. Mình có kệ tivi và bộ sofa. Và tiếp theo mình sẽ đi ra ngoài ban công các bạn. Ngoài ban công này mình có một khoảng ban công rất là rộng lớn này. Các bạn có thể kê bàn trà, cà phê. Mình uống cà phê, thưởng thức cà phê vào buổi sáng, buổi tối. Đây là hình ảnh bên ngoài của căn nhà. Căn nhà này gia chủ thiết kế là lệch tầng như các bạn. Đây cái khoảng này khoảng giếng trời lấy ánh sáng cho căn nhà này các bạn.
Căn nhà thiết kế lệch tầng, kiểu lệch tầng này rất là hiện đại nha quý vị. Đây là cầu thang bộ nãy chúng ta đi lên này. Và đây là khu vực phòng bếp. Trên khu vực phòng bếp này mình có một cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này cũng không phải là quá lớn nhưng cũng đủ để chúng ta sử dụng. Và đây là phòng bếp. Phòng bếp này nên toàn bộ gỗ nội thất thiết bị gia chủ thiết kế là nội thất cao cấp các bạn. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại khu vực phòng khách này các bạn. Và tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đi lên tầng 2. Đây là phòng ngủ phía trên của tầng 2 này các bạn. Phòng ngủ của mình cũng khá là rộng. Gia chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất dính tường như này quý vị. Toàn bộ giường tủ đồ nội thất dính tường gia chủ sẽ để lại. Còn đây là phía ánh sáng ngoài ban công. Đây là toilet của chúng ta này các bạn. Cửa phòng ngủ là mình có khóa từ rất là hiện đại và an toàn nha các bạn. Và sau đây mình sẽ đưa các bạn lên phòng ngủ thứ hai. Toàn bộ cửa phòng ngủ nào cũng vậy, đều là cửa khóa cửa nên từ rất là an toàn quý vị. Đây này. Đây là phòng ngủ thứ hai này các bạn. Phòng ngủ đây chúng ta có một cái nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng các bạn. Phía sau nhà mình có một khoảng không gian nên lấy ánh sáng ở bên ngoài. Cái bề ngang của không gian này nó khoảng 1 mét. Vì căn nhà cái diện tích chiều dài của đất nó cũng bị hạn chế á. Nên gia chủ nên và sau đây chúng ta cùng đi lên tầng trên các bạn. Đây là giếng trời, chúng ta lấy ánh sáng rất là sáng nha quý vị. Đây là khu vực này gia chủ thiết kế làm phòng thờ. Tiện ích quanh khu dân cư Him Lam này gồm có trường mầm non Tân Hưng. Trường mầm non Tân Hưng từ căn nhà mình đi tới chỉ khoảng 200 m và trường Vita School cách khoảng 400 m. Trường Việt Úc trong bán kính khoảng 1 km nha các bạn. Và đây là cái phòng ngủ cuối cùng mình giới thiệu tới quý vị và các bạn này.
Trên này có một toilet và phòng giặt đồ, phòng giặt đồ và phơi đồ. Đây mình có một cái phòng ngủ phía trên này quý vị. Mình nhắc lại thông tin căn nhà này có tổng diện tích là 75 mét vuông, ngang 4,5, dài 16,5. Hiện chủ nhà đang gửi mình bán với giá là 19 tỷ có thương lượng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Một lần nữa mình cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nghe các bạn.